Gì? Mày bị điên hả? Là người ta bảo vệ, người ta đã cố gắng chạy qua mà còn kiếm sơ cơ với bảo vệ nữa. Làm ơn đi, đừng có đụng tới là muốn làm anh hùng. Quá mệt rồi. Coi nhà hùng nhớ bạn đây. Người bảo vệ mình đi gấu lên sao? Bọn nó mua hết bọn nó rồi, vào đây làm sao được? Mua thì sao? Cũng phải biết cách đuổi nó đi chứ. Thế bây giờ như nào nữa? Thì đuổi đi được rồi đó. Đừng có bao giờ dùng nắm đấm nói chuyện. Bỏ đi. Tôi là người đuổi nó đi chứ ai? Chạy sang nhà đi mọi người. Ê, tôi nói là không được dùng nắm đấm nói chuyện, có gì có pháp luật nghe chưa? Tôi nói mọi người nghe, nếu hồi nãy tôi không bật like lên, tôi không la lên là có là ở đây, mọi người là có biết bao nhiêu cái nằm xuống không? Cho nên mọi người phải hiểu, có những đứa nó ngày đêm nó trông em ra đường, chỉ nó lụi em thôi. Tại sao pháp luật không vô cuộc để bảo vệ cho những người như tụi em? Mà em càng lên tiếng tụi nó giác kiếm. Tụi nó giác cái kiếm nhật dài như vậy nè. Hồi nãy mãi mọi người có thấy cái chiếc xe màu trắng đó không? Chứ có phải là tôi đơm đặt lên là tôi nói khùng nói điên mà không có đâu. Chứ bây giờ tôi hỏi thiệt mọi người, công bằng ở đâu? Những cái đứa giác kiếm qua nhà tôi làm những hành động đó, công bằng ở đâu? Trời, tôi ra chạy chứ nữa là mấy cái kiếm nhật. Sau đó tôi quýnh và tôi bật cái like lên, tôi nói tụi bay đi lên xe đi về lại cho tao, tao đang bật like nè, tao thấy rõ số xe rồi nha, tụi bay chuẩn bị đi, công an vô tới rồi kìa. Không biết sao trời độ má, rồi lúc đó nó ngoan ngoãn nó leo lên xe nó về liền má. Trời ơi, A Di Đà Phật, không biết lúc đó ai con không biết ai độ con mà con chửi tới đâu nó đi về tới đó luôn. Trời ơi, mấy là mấy mạng người nằm xuống rồi, A Di Đà Phật luôn mấy má ơi. Lúc đó không biết ai nhập mà chửi mấy đứa đó ha, mà nó cầm cái kiếm 1m2 này nè mà nó dám leo lên xe nó đi về. Trời ơi, A Di Đà Phật, lại trời, cũng lại trời. Mém chút xíu nữa là có mấy mạng người nằm xuống rồi. Tao mà nó chỉ còn chậm nó chém chết chúng nó rồi. Thôi má ơi, trời độ A Di Đà Phật ơi, con A Di Đà Phật, con A Di Đà Phật. Đừng có đi nữa, ở nhà đi. Nó ngồi, ơi ơi, nó ngồi ở ngoài nó đợi đó. Mấy con chó này, đừng có chấp với mấy con chó. Đã nói mấy chó sủa là chó không cắn mà chấp làm cái gì? Thôi đi con, chạy đi con. Mẹ có gì là đừng sao, không biết sao chạy mẹ ra được. Thôi đi con, cười nhịn đúng thôi. Nghe là nói tám. Con nghĩ như con bình thường. Để đi con. Để thoải mái sống được rồi. Má ngủ bình. Má ngủ bình. Lấy cho con đi đâu? Chém nó ở dưới này chứ. Tôi đây, tôi tường thật. Tôi đang nằm chơi. Tự nhiên tôi thấy một đám đông ngồi trước nhà tôi gọn ra. Ở nhà mình đây nó vui dữ, chà vui quá. Ai vậy ta? Tao mà không bật like trễ một chút nữa là mấy mạng người nằm xuống rồi. Trời ơi, tôi đang quay lại hết trơn hiện trường vụ án. Ê, lúc đó ai nhập má, không biết sao chửi mà nó nghe lời, nó leo lên xe, nó ngoan ngoãn, nó về lắm bà. Lúc đó cả bầy ở dưới quýnh lộn ở trên đây nghe lời bà đàn bà. Không biết lúc đó ai nhập á ba. Mọi người thấy về cái sự lúc đó ai nhập á ba. Tôi nói thiệt đó, tôi cầm lại tôi nói á, tôi điều khiển cho mấy má leo lên xe đi về thiệt má, thiệt không đó kiểu. Oh my god, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cái chuyện này xảy ra. Để tôi đang đi ra ngoài cửa thấy đông quá trời đông á. Tôi nói trời sao nay ai tụ tập trước nhà mình mà đông dữ. Cái xu tôi nằm tôi còn gắt chân, tôi nghe nhạc tôi đã đánh cho ngoài nữa, xong tự nhiên một tiếng
tôi phải uống viên thuốc an thần mới được. Red, hú cương mùi vậy. Vô nhà xong ra ngoài tại trường, tôi chạy theo, tôi ra tôi hết, tôi quay cái tôi tưởng tượng không được, tôi quay nó thấy tôi quay nó chém tôi trước, tôi mới quyết định tôi chạy lên trên lầu, tôi chạy lên lầu, tôi đóng cửa, tôi khóa cháy, xong tôi ra tôi quay trong một cái nỗi sợ, tay tôi cũng như vậy nè, tôi cầu nguyện trong bụng đừng có chém đúng ai nha, cái này sẽ là bằng chứng trước cho công an vậy. Rồi cuối cùng mà có quay được không? Được xong rồi, nhưng rồi ngày mai mấy thằng đó chuẩn bị lên phường nói chuyện với tao. Nhưng mà tôi quay tôi rất sợ, tôi rất sợ. Tụi nó bạn tôi cầm cái like tôi quay mà tay tôi vậy nè má, nhưng mà tôi phải gắn gấu má chứ tôi rùng chết mẹ luôn. Trời ơi, tôi không biết cái vụ gì đang bật cái clip lên cho người ta coi, người ta nói không biết cái vụ gì. Dạ mẹ, tôi đang nằm tự nhiên tôi nghe ồn ào, tôi không biết gì, tôi ra tôi thấy má nào cũng cày cầm cái cây keo, nhưng mà tôi đưa lên đây tôi bị supply, mọi người thấy không, nó cầm kiếm nó qua nhà tôi, vậy sao pháp luật không bắt mấy đứa đó mà bắt tôi là sao? Có clip mà hồi tôi gửi cho một bạn ở trên Zalo, cho mọi người share nha, tôi gửi qua Zalo rồi mọi người share nha, chứ tôi không có đăng trên đây được, đây đăng trên này bị vi phạm. Chút gửi clip qua Zalo cho coi. Cái kiếm nhật dài vậy nè mấy má, mà không phải một hai ba đứa, một xe phải 5-6 đứa má. Tới giờ vẫn còn hoàng hồn lại, mà không biết A Di Đà Phật lúc đó cầm cái like, bây giờ mới thấy cái live stream nó lợi hại má, bật lên còn hơn công an nữa. Bấm một cái nó nghe thấy báo đang live stream nè, nó sợ nó leo lên xe nó về liền má ơi. Trời ơi, em xíu nữa là mấy mạng người nằm xuống rồi. Rồi tới giờ còn run má, cầm like mà miệng rất mỏ hổm nhưng tay run vậy nè má. Run lắm mấy má ơi. Thiệt. Mọi người nãy có ai ở lại mà coi khúc đầu không? Trời lúc đó tôi nói không biết ai độ tôi nói mà tụi nó ngoan ngoãn, tụi nó leo lên xe tụi nó về. Trời ơi, chứ lúc đó căng thẳng tôi không biết ai độ tôi má. Trời ơi, không biết ai độ nữa. Chúc tôi mà ra trễ một xíu nữa, chỉ cần một phút thôi là có nằm xuống liền. Quá trời. Chúc tôi gửi clip qua Zalo, mọi người share cho tôi nha, để mọi người nói tôi nói phép. Tụi nó cầm kiếm nhật 1m2 của nhà tôi. 7749 người share cái clip đó không, người ta nói mình nói phét, không ai bảo vệ mình, giờ phải nhờ cộng đồng mạng giải cứu mình thôi. Okay. Lẹ bạn, cho lên tôi coi lại cái clip đó coi bạn quay rõ không. Tôi có quay lại clip. Mấy đứa đó coi chừng á, tao có clip nha bay. Được cái tao có cái điện thoại nó lợi hại hơn tụi bay. Tụi bay dốt chỗ tụi bay cầm kiếm, tao cầm cái điện thoại tao quay clip được không? Tụi bay cầm kiếm, tao cầm clip, tao cầm điện thoại, tao có clip, tao có bằng chứng ta, ok? Tao có bằng chứng nên là đừng có núp lùm đợi tao nghe. Tao có bằng chứng chuẩn bị tao gửi cho công an bây giờ nè. Tao có quen với ông thanh tra, tao gửi liền cho ổng luôn. Tụi bay tới số tụi bay rồi, quá dám qua nhà tao cầm kiếm là sao? Tao chắc chắn tụi bay đang có ở trong cái live của tao. Tao nói tụi bay biết, khôn hồn thì đi trốn đi, đừng có qua nhà kiếm tao nữa nghe chưa? Không, tao gửi, không, tao sẽ gửi, tao sẽ cho công an điều tra tụi bay. Cho tụi bay cái tội mà dám qua nhà dùng hung khí với người khác. Tụi bay tới số tụi bay rồi. Nghiệp quật tụi bay. Thôi nghỉ đi con, đồ chấm nhất mang quỷ chứ. Thuốc ăn. Thôi nghỉ đi con, để mệt. Thuốc ăn thần nó uống miên viên thuốc, quá trời. Thôi đi con. Cần ăn thần, ăn thần. Ừ con, đừng suy nghĩ nhiều cái mẹ đi. Sao mà kệ được má, cầm cái kiếm đó qua nhà mà kêu kệ mẹ là kệ sao má. Nó chạy mất mẹ. Chạy nhưng mà mai mốt nó quay lại má.